Hello chú nha, này em có con 041AV ha. Hả? Này bao hơi lửa nha. Nổ rồi ha, bao hơi lửa, mặt tiền quá đẹp. Lam sơn luôn, cây này bán giỏi chú chịu ha. Kéo cho chú nghe hơi nha. Tay cầm là nước sơn còn đen mung ha. Nói chung con này là đẹp, ok. Hàm rồng đầy đủ ha. Làm xích đầy đủ, giá 1 triệu nha, bao hơi lửa. Con này 61cc ha. Bao hơi lửa. Làm xích luôn, 1 triệu nha. Đây, đít ha, đít còn cực kỳ đẹp luôn. Mặt tiền ha. Đó, con này máy đẹp lắm nha, chưa rửa chưa vệ sinh ha. Nhưng mà em kiểm tra là có lửa nổ luôn ha, mồi xăng nổ luôn. Hơi căng đét ha. À, lam này lam 5 tấc nha, xích thì còn tầm tạm thôi. Lam đầu là tinh đẹp ha. Rồi,